Người dân Thành Đô mê gấu trúc tới mức độ nào? Thành Đô từ xuyên được coi là quê hương của gấu trúc vì nơi đây tập trung số lượng gấu lớn nhất Trung Quốc, nên những chú gấu trúc đã trở thành linh hồn và biểu tượng của thành phố này. Nếu có cơ hội được đến Thành Đô thì chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp bởi đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh gấu trúc, từ đồ ăn, quần áo đến từng con phố, tòa nhà. Có lẽ đây là thành phố có năng lượng tích cực nhất mà mình từng biết, vì dù có mệt mỏi hay buồn chán đến đâu, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh gấu trúc là ai cũng nghĩ ngay đến sự đáng yêu, tinh nghịch và hoạt bát luôn rồi. Nên không chỉ mỗi người dân Thành Đô mới yêu thích gấu trúc đâu, mà ai cũng không thể cưỡng lại được sự vô tri nhưng lại rất cute của những chú gấu này. Nếu bạn cũng là một trong số đó thì hãy ghé thăm Thành Đô, ghé thăm gấu trúc khi tham gia tour Thành Đô, thử chạy câu cùng Nam Thanh Travel nhé. Bật mí, phong cảnh mùa thu ngập tràn sắc vàng sắc đỏ của những địa điểm trên sẽ không làm bạn thất vọng.